Miss Attaway. Yes, may I? Oh. Splendid, you're here to murder me. I what? No matter. Everyone has a price. Is this enough? I'm not here to kill you. And what's your game? Mr. Starrick and the Milner Company have blocked your ambitions long enough. I have a business proposition for you. Wonderful. Come with me. We have much to discuss, Mr. Jacob Fry. At your service. Truer words were never spoken. Và chào mừng các bạn quay trở lại với channel của mình, và mình tên là Nghĩa. Hôm nay mình sẽ tiếp tục với Assassin's Creed Unity. Assassin's Creed Syndicate. Như các bạn đang thấy đây, ok. Tiếp nha. Hai tập vừa rồi mình tập 4 với tập 5 mình đã hoàn thành được hết tất cả cái sequence, hay mình gọi là giải biết đi ha, là chương á. Hết chương 4 rồi, bây giờ này hiện tại mình đang chơi chương 5, đây là phần đầu của chương 5. Và theo mình thấy thì chương 5 nó có tới, nếu không nhầm là cũng phải 4, 5, 6, 7, 8, 6, ít nhất là 5, 6 nhiệm vụ rồi đó. Cho nên có lẽ là mình sẽ chia ra 2 tập. Và mình cố gắng mình làm mỗi ngày cứ 2 ngày một tập nha các bạn. Ngoài ra thì mình cũng muốn hỏi thêm là các bạn nào thích kiểu như là mình ra vào khoảng mấy giờ thì phù hợp với các bạn, rồi các bạn sẽ coi hay gì đó thì các bạn comment chứ. Trong phần comment phía dưới á. Ồ, đua xe kìa. Need for Speed kìa. Đó. Đó, lên đua xe. Ồ, mấy con nó tông nhau à. Đó, Fast and Furious mẹ rồi. Cho nên. Rồi, mày đua cái đéo gì. Đâu, dằn cái dằn nóc luôn. Lên. Ngoài ra thì mình cũng muốn hỏi thêm là nếu các bạn thấy có chất lượng video clip dạo này thì các bạn nói với mình biết cho phần comment luôn nha. Tại vì mình cũng đang tính khảo sát một số vấn đề và ý kiến từ các bạn. Nếu các bạn thích thì các bạn cứ nói, các bạn không thích điểm nào các bạn cứ nói, mình sẽ tiếp nhận và thay đổi hơn. Ngoài ra thì mình nói chung là mình sẽ cố gắng theo lịch, là tức là Assassin's Creed Syndicate mình sẽ cố gắng làm xong sớm nhất có thể, và có thể là như mình đã có nói là 2 ngày, một clip 2 ngày, hoặc là có thể là nhanh hơn 2 ngày một clip, và hoặc có thể là sớm hơn nữa, cho nên các bạn khỏi lo. Và nên mình cũng muốn hỏi là các bạn thời gian tùy chỉnh, là các bạn muốn thời gian như thế nào, và các bạn thấy xem thời gian như lúc nào là hợp lý nhất là ok, là mình sẽ publish là cái clip là cho bạn coi. Ok, và không nói nhiều nữa, giờ chúng ta tiếp tục chơi thì chúng ta cũng làm ấy dạ, trời kêu hả? Sao nó chạy lẹ vậy hả? Nó giết không kịp luôn á. Miller's employee. Mẹ chạy đúng lẹ luôn kìa. Ôi con nó chạy kìa. Ôi kia nó bắn mình hay sao á? Ôi nó chạy kìa. Đợi tao coi. Mình đâu có làm cái gì đâu mà sao nó phát hiện mình lẹ mà chạy lẹ vậy. Nhanh, thằng em nó kiểu như nó không biết lái xe sao á. Cố lên, cố lên. Lên, nhanh lên. Nó chạy mất tiêu bây giờ. Nó kìa. Tránh ra. Sao tới rồi. Nó kìa. Sao cái xe mình chậm quá vậy, còn chiếc nào khác không? Bà này bà ngồi đằng sau bà đúng điềm tĩnh luôn á. Thằng này nó chạy nãy giờ, nó chạy đường vòng gì hơi bị mệt rồi nha. Bố gặp mày là bố giết mày luôn. Ê, dừng xe lại coi. Ây da, có nhiều lúc không muốn đâm trúng mà để hiểu sao là vẫn đâm trúng nha. Này phải nhờ con chị. Nó làm nhiệm vụ đua xe kiểu hay. Report to the story. Ok, đừng có làm gì nữa, để xuống dưới nha. Nó bảo là mình phải lái chiếc này nữa lại chỗ đó. Dê xe lại.
À không phải là cái chỗ không phải là lại cái xe đó mà là chúng ta phải lại cái chỗ đó, chỗ Story Yard. Đây đây, chúng ta đang tới đây. Malcolm Milner, Starek's puppet himself. Careful, you twats! This park scene needs to make it to the Attaway depot. He thinks he can burn my buses. Let's give him a taste of his own medicine. Let's give him the whole damn bottle. We'll turn Milner's park scene against him. But I'll need help from my gang. Such entrepreneurial instinct, Mr. Fry. I shall leave you to it. Bây giờ nhiệm vụ tiếp theo của chúng ta là phải phá vỡ cái Omnibus. Mình cũng không rõ đó là cái gì nhưng mà nói chung là cái đột nhập vô tính chứ tính sau. Đây đây đây, nó bảo là chúng ta cần phải cần đồng đội tới. Ok. Có thằng level 6 luôn kìa. Cho bò vậy. Mình level cũng cao nhưng mà không phải cái gì mình cũng dám đụng. Chẳng lấy cho tụi này xong vô trời. Chắc vậy. Quánh mấy đứa. Quánh mấy đứa. Đó kìa. Đó kìa. Quá đẹp gái luôn. Má trận chiến thế kỷ. Ủa sao không bắn? The fuck. Ủa sao bóng máu lại vậy? Ôi câu chuyện nó leo rào nha. Ôi chưa gì biểu hiện rồi nhanh vậy. Mình cho nó bắn gì mà nó không bắn là sao? Nó không đánh mấy kia nó lại quay sang đánh mình là. Bắn vậy mà hụt. Quánh nó đi mập, quánh nó đi mập. Sao tụi này chưa quánh nhau nữa ta? Giờ mình chuyển sang chơi bắn súng đi. Chứ trước giờ mình lén lút hơi bị nhiều rồi. Hôm nay chúng ta chuyển sang cái gì coi kìa. Ê coi tụi nó kìa, bựa thiệt chứ. Bắn ta. Ê chứ mình bắn nó sao nó không bắn nhỏ nó, thiệt tình luôn á. Đứa nào cũng có súng quá vậy. Ghê vậy. Phát hiện gì lạ vậy trời. Mình hết đạn rồi sao á, còn có viên à. Nó assassin dùng súng không ác chứ. Mà phải canh. Cái này khó nhắm sao sao á, mấy anh kia chạy rồi. Sao chạy rồi. Chạy thì xuống chứ sao. Chúng ta phải bấm X liên tục luôn. Bấm gì mà nó ngọn không nhận nữa thôi luôn á. Vô mấy đứa ơi, vô. Đẩy nhiệt tình lên. Chắc mập nó cũng không quay lại đâu nha. Ủa sao bấm rồi nó không đẩy ta. Má thiệt tình luôn á hả. Lên đi. Ok. Chắc là giờ chúng ta phải kiếm cái gì kích hoạt hay sao, hay là ignite the car full of explosive. Ignite. Bắn đi. Là nóc hay là. Alo. Má bắn vậy mà mất máu luôn. A
How's that for a taste? I can see Milner's stock price plummeting already. You're hired. Oh, I have more business planned for us both. Drop a note to my secretary to make an appointment, and I shall reveal the next step in our scheme. I don't actually work. Like that. Mr. Fry, I told you to make an appointment. My schedule was open. You're fortunate I like you. Internal combustion engines. 8 small syllables that mean a great deal of money. The engines will be delivered to Milner by train. Secure them for me, and he will be devastated. I'll need a second train to pull this off. And I think I know just the man. So we have a deal, Mr. Fry? You're fortunate I like you, Miss Attaway. Cái bà nãy cũng phải nói là không được đẹp cho lắm. Nhưng mà hình như là bà có cảm tình với thằng Jacob. Thôi kệ thì không sao. Có cảm tình mà giúp mình làm được việc là được rồi. Không cần phải này nọ nhiều đúng không? Giúp mình làm cái gì đây, gì đây. Chỉnh sao ra nha. Tao không thích mấy thằng như mày. Đó, có tình cảm với nhau là làm việc dễ hơn nhiều. Đó, có khi nào. Ờ, mà thôi mình không nói từ đó đâu. Từ đó thì các bạn đã quá rành rồi các bạn. Nói sao ta? Có thể gây phản cảm. Hình như mình vừa mới làm cái gì vậy? Hình như mình vừa mới tông phải một cô bé. Cái mẹ đi. Đi tiếp. Locate Ned Winer. Nghe tên có vẻ khoai. Có cái gì đó khoai. Ủa, mới chơi đá banh vô tường. What the fuck, man? Đi làm cái đéo gì vậy? À, má đường phố mà đi rửa. Hơi phê đó em. Kìa ổng kìa. Ngồi tuốt đằng kia luôn. Hết cả hồn. Ủa, cái gì đánh nhau ghê vậy? Do not kill thôi mà đúng không? Chứ nó đâu bảo mình là do not gì đâu. Thì để cho tụi nó đánh nhau là được rồi. Mình biết sao mình không có kill được rồi. Thằng này lái xe này phải chạy ra chỗ khác đi. Ngồi kiểu đó hoài thì mình không thể làm ăn được cái gì hết á. Mình không có kill nó, tụi nó kill lẫn nhau mà đúng không? Nó gọi chính xác ra là vậy nha. Theo mình nghĩ là vậy. Coi nó quánh nhau rồi. Một trận chiến không cân sức hay giữa hai thằng chúng độc bánh lộn chung với nhau. Ôi nó chạy vòng nữa kìa. Ôi, nó thanh niên loạn cả rồi. Chắc là tụi nó đi hết rồi nha. Ủa mà đâu có giết ổng đâu ta. So, what do you want, Fry? What makes you so sure I want something? Perhaps I saved you out of the kindness of my own heart. Come on, let me tell you about the job. Miller's pulling a lot of cargo there. Just be sure to make the transfer. Give him help. We don't have all day. Get cracking. Kia. Kia.
À đây đây đây. Tự nhiên cái lâu lâu cái góc nhìn nó cứ sao sao, cái đâm ra mình cứ tưởng cái chuyện gì đang xảy ra. Ôi mẹ ơi, đẹp mém nữa là mình tông phải cái kia rồi. Tôi chuẩn bị dao đi đã. Lại 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 đó, quá điều nghệ luôn, thấy chưa? Mém đâu bị phát hiện rồi chứ. Mình chơi Double Assassination đi. Cái gì vậy? Nó nhiều lúc không có Double Assassination được nha. Mặc dù mình nó đứng dậy mà nó còn không có Double nữa chứ. Nhưng mà không sao, mấy thằng này level thấp mình quánh cũng được. Đó, tụi kìa, ý, bậy quá, bậy quá. Biết mình qua đây được không ta? Xuống đây em. Đúng rồi, ai biểu mày xuống? Ủa, mà khu này đẹp vậy? Khu này nhìn giống mấy cái bộ phim mà... Nói chung là trong mấy tựa game mà kiểu như là hành động mà về thần thoại, cổ tích gì nọ. Để mình ngồi sáng lần này. Vãi đái mình đi, vãi đái. Vãi cái đái, té té đầu lửa, vừa vãi cái đầu. Vãi tình đi, vừa vãi nồi luôn. Má. Đi má, phải sao là phải nghe té lọt hén luôn. Vãi đái thật. Không còn gì bự hơn. Đi gọi này là thử à. Không biết nó té không nữa nha. Hurry up man. Má ông nội kia nãy đúng bựa luôn. Má tưởng gì gọi nó lại, ai ngờ má nó tạch luôn. Má có mỗi nhảy qua bên kia nhảy cũng phùng nữa chứ. Đếp tính rồi. Hai đứa tạch, ý đằng kia có thằng nữa. Ủa ba thằng luôn. Ôi, ồ quên nãy nữa. Cái gì đây đây nè. Ờ bây giờ bảo mình đi search cái khúc này. Ồ, cái tay này cứ nhìn cứ như Iron Man đánh cái kiểu. Đi search sẽ nguyên cái tàu lửa luôn mới ghê chứ. Vậy chúng ta làm gì đây? Defend, ô defend tốt đâu, tốt đằng kia vậy? Đều đi lại nè. Ủa sao defend khúc bên này là sao? Gì đằng kia, ôi có địch hay sao? Ủa sao xanh lè vậy? Ủa xanh lè mấy tụi này là bạn của mình mà. Ủa mấy thằng này level 6 hết luôn à. Ngầu thế. 6 thì sợ cái đéo gì nữa. Defend net. Net là thằng này đây. Nó còn thanh máu nữa. Ủa cái hộp vàng này là gì đây? What? Ủa cái gì vậy? Ủa nó kìa, nó kìa. Ôi, nó đang chèo qua, đang chèo qua kìa. Nhảy xuống. Má, đồng đội xử lý hết trơn luôn rồi. Ảo thật. Má, mấy này ghê vậy. Đồ. Double assassination luôn. Quá ngầu, double kill. Đâu rồi, còn hàng nữa. Bỏ đi, ủa sao đứng nhìn rồi. Mỗi lần nó có cái tàu mà có cái khe này thì nó không đánh nha. Mình phải đứng qua trùng. Ồ, nó bắn ông nội này dặn, nó tuốt đằng đây luôn. Má, đồng đội ảo thật. Ủa, má sao mình giết đồng đội tao tỉnh vậy. Mình không có xuống được. Cái gì vậy, ủa đây có lỗi rồi. Lỗi game rồi. Nó xuống dưới đây là đồng đội mình đánh nó không được nè, nó đánh mình cũng không được nữa. Cái gì vậy trời, mình không bấm gì mà không đánh là sao? Chỉ có đỡ là sao? Đánh đi Jacob. Tụi bay ít ra, tụi bay cũng phải lên đây chứ.
Tụi bay đứng dưới, tụi bay bắn trúng mà sao tụi bay đánh không trúng rồi. Cái đéo gì vậy? Lên đây luôn đi. Rồi game lỗi mẹ rồi. Lỗi vãi cái đái thật. Không sao nhưng mà chắc cũng không đến nỗi nào nha. Ồ mình né cả đạn luôn nè ha. Đánh nó đi. Má bấm nát nước gì luôn, không đánh là không đánh. Má lỗi game mẹ rồi. Cái tàu, do cái tàu hay mình nghĩ là vậy. The internal combustion engine. The end of horse-drawn transport. It's like gazing into the future. And what is the going rate for the future, do you think? We're not selling them. You're giving them to your contact? You'll be paid all the same. Who is this Pearl, anyway? How long have you been working with her? She's a business partner. That's all you need to know. Jacob, darling, do join me. To our fruitful partnership. And to the shiny new engines now in my possession. Back to business. Milner's fled to the Thames, occupied with securing his ferry. It's all he has left. Protecting it with his life, no doubt. The very thing I want you to take. Just kill him. That's not your first glass of champagne, is it? Success is more intoxicating than alcohol, Mr. Fry. Then save a glass for me. Và chúng ta lại gặp cái con mèo đó. Và lần này là nó bảo là mình phải đi giết cái ông nào đó, hình như là ông Milner này nè. Và vãi thật, vừa mới gặp nhau mà vừa mới nói gặp lần người kia, bây giờ hôm nay đi kêu mình đi với người vãi cái đó. Không thể tin được chứ. Đàn bà hồi nay thật là ghê. Những bạn nào đọc báo thử coi, bạn đọc báo vụ mà hai con nhỏ đâm chết một cái thằng gì, mình cũng không rõ chuyện đó, không phải là không phải là dàn dựng hay gì đó, mình cũng không rõ, nhưng mà mình đọc sơ sơ vậy thôi. Cho nên các bạn thì đó, nói chung là vậy, nó có vẻ không được ổn thỏa lắm. Các bạn đừng chọc phụ nữ nha, họ sẽ trở nên cực kỳ ghê rợn nếu như các bạn làm một cái gì đó không tốt đối với họ. Ok, mình nói là sao đi qua sông đây, nhưng mà vậy xuống tắm luôn. Free run down, có gì nhảy qua không vậy? Đi chạy ra kia thử coi. Ô Assassin lần nào có biết bơm không ta? Ê, có cái thuyền qua tới kìa. Bơi được nè, do not touch the river Thames. Ồ mà hé, mình không để ý cái đó nha. Ê, nhảy qua luôn. Xa thế. Còn chỗ nào dễ tiếp cận không nữa, tại mấy cái này nó xa quá mà mình không thể nào nhảy qua bên kia được. Phải kiếm cái chỗ nào đó gần hơn. Bơi mẹ nó cho lẹ ha. Nhiều lúc không muốn bơi lắm mà sợ bơi giữa trường bị cán địch. Không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Restricted area. Con thuyền này là restricted area sao? Vãi đá vậy.
Ô tàu thủy này tấp nập quá ha. Game đúng là có cả tiếng rồi đúng không? Cái cách nhảy qua sông cũng như kiểu này cũng hơi lạ. Thuyền đi qua tấp nập rồi nhảy qua sông như thế này khá là thú vị đối với mình. Má, tàu thuyền đi xa lắm rồi đó. Má, nó bảo Rich đằng đây mà đi tuốt đằng kia. Má, làm cái chơi bơi mệt hóc luôn á. Rồi tới này, chúng ta tới rồi. Nó bảo mình không được đụng chạm mà cuối cùng mình bơi đúng rồi á. Assassin gì đâu mà vãi đái thật. Smuggler Bowl to sabotage the contraband disruptor operation. Đông vậy. Sabotage. Đông vậy mấy đứa. Lại đây. Nhanh. Đó, một em đã vô. Còn hai em nữa, nhưng mà nó bảo là mình kích hoạt mấy cái dynamite nè, không? Mà cái này mình không thấy rõ cái đan... À, cái thùng bên hằng là đó, cái thùng ở cái bên phải, ở dưới nhỏ màu đỏ. Đó. Là cái thùng... dynamite á. Giờ chúng ta sẽ dồn thằng mầm này ra trước, tại vì mình đứng chắc một khoảng là thằng mầm nó tới đây cái đã, rồi mình sẽ gọi nó ra đây. Và chỉ có thằng mầm này nghe thôi, còn thằng kia nó sẽ không nghe. Đó, thằng này vô luôn. Nè, xác chất đóng. Đây, đi đâu vậy? Đi ngược lại với người chứ. Đây, đi đâu vậy? Vãi đó, thanh niên đi còn ngại nữa chứ. Chết thôi mẹ. Vô luôn em. Trời quá đẹp. Rồi, ok. Destroy the contraband by using dynamite crates. Ok, đã hiểu. Còn thằng đứng trên kia nữa. Nhưng sao không hiểu sao nó đứng đột ra thế nhỉ? Mén nó thấy mình rồi. Ôi sao nó thấy được mình hay vậy? Mình đứng ngồi dưới mà. What the fuck? Ồ, hai đứa này vẫn chưa nghe thấy mình. Ok, quá đẹp luôn. Đây, cái hộp này hộp dynamite đây. Nhưng mà mình phải kích nổ nó trước khi mà mình chọi. Cầm lên chọi như thế này. Ây da, trời. Má fail thiệt. Nhiều lúc phèo phải cái đái luôn. Có lẽ là nó sẽ thấy mình đâu đây nhỉ. Có thằng ở đây. Có vẻ như nó không thấy mình. Đấy, xin lỗi các bạn. Lâu lâu cái ác xì liên tục vậy. Nó hết nghi ngờ rồi. Mình đang tìm cách lẩn trốn chúng để giết tụi này cho dễ. Hàng nguyên kia chứ không nghe đâu vậy. Nó thấy mình rồi. Mẹ, thiệt tình luôn cái thằng này nó đó.
Đấy, lâu lâu làm vài cú làm cho mình bị phát hiện luôn. Ồ, má rớt xuống nước luôn. Mấy này bị cái là rớt xuống nước là nó chết luôn chứ không có làm được gì hơn á. Giờ chúng ta phải đi kiếm mấy cái hộp dynamite để phá mấy cục này. Đây. Bỏ đây một hộp đi. Đây một kỳ hộp nè. Cú nãy fail quá tính chọi mà. Fail. Đó, kích nổ đó là gì? Xong qua đây kích nổ thêm một cái nữa nè. Kích nổ cái này nha. Đó, chúng ta sẽ đem cái này đi. Chạy đi, còn nước nó nhìn nữa. Đó, nổ ok. Ok, giờ chúng ta nổ cái này nữa là xong. Nó bảo là mình phải assassin thằng kia. Ám sát thằng kia. Ồ, tàu qua đúng lúc thế. Biết thằng này có nghe không ta? Giờ để mình xử thằng này bằng 4 này kia đã. Tội nó thật. Nó đi đâu thì đi, có một mình nó đâm ra cái bị giết. Ê, thằng kia có thằng nữa kìa. Đó, còn thằng nữa không? Đâu đây chắc cũng... Malcolm ở đâu ta? Malcolm Milner ở lộn nào? Đâu ta? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Ủa, nó không thấy mình luôn rồi. Không thấy mình luôn. Ý, bậy rồi. Ơ, cái đéo gì vậy? Má, bừa vãi nồi. Đó, phải nắp vô thì nó sẽ không thấy mình ở đây. Thằng kia đang tới để mình xử nốt thằng kia đã. Ồ, ông nhàng nhàng xuất hiện rồi kìa. Đó, phải kiếm mấy chỗ bắn đánh mới xử mấy thằng này mới được. Như mấy thằng tò mò giống mấy thằng này nè. Đó, tò mò nữa hả mày? Giờ mục tiêu chính của chúng ta là phải đi xử thằng kia thôi. Thằng vàng vàng. Đó, đó, chúng ta có cái dot này dễ hơn nè. Để bắn cái thằng mập rồi nè. Ô, xa quá, không xi nhê, what the fuck. Lâu lâu phí một cái, thiệt tình chứ trời. Phí quá. Ê, bậy. Xuống đây bạn ơi. Xuống đây luôn. Ồ, để em xuống hả? Ồ, đánh tung nóc luôn rồi chứ đừng đùa. Ở đây mình bắn cái này vô cái ông không biết rồi, ông có bắn tùm lum la gì không? Ôi, ông đánh ông đi, đúng rồi, cho nó vui, giết ông, đập ông. Đu, coi kìa. Trận chiến thế kỷ, đánh thêm phát nữa. Quánh cái bóp nữa, đồ, coi quánh nhau rồi, đồ, boxing rồi, đồ, cái kiểu. Cái thằng cờ Zizim đây nó lại không viên. Mẹ, nó còn một cú nữa là nó xong rồi, địch quá hay, cái kiểu đánh không cần đụng chạm gì luôn. Tiếp. Để thử với mấy người khác coi. Bên đây có ai không? Thấy cái trò này vui á. Phải nhờ tụi này đập dùm mới vui. Chứ mình đập là chuyện bình thường thôi. Đó, mập, vuốt ổng mập.
Quốc Liên, đúng rồi, quay sang tái không, đâu, quánh thằng bên tay phải kìa, quánh thằng tay trái là cái gì, nó level 4 mà, đó, quánh nó, ê, nó quánh chết rồi kìa. Pearl Attaway led me to you, not Starrick. And then we're gonna give her again. I should never have come between Mr. Starrick and Miss Attaway. Family always stay together in the end. What do you mean, they're family? Má còn mập kìa, mập vẫn trâu bò chán rồi, mập tự xử rồi. Má bữa thì chính là ông nội mập đúng bữa luôn, lâu lâu thấy được việc bữa đánh chết đằng kia luôn. Má thằng ốm kia nãy quánh không được việc tí nào. Ông mập mỗi lần mập ra tay là cái là chết liền, vậy mới gọi là mập chứ. Má sao lẹo vậy, bơ qua luôn cho nó nhanh. Lên 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 lên. Cho đi ké nha. Đúng nghĩa assassin luôn chứ. Mình muốn có thùng nè. Đó, quá hay. Chúng ta gần tới rồi nha. Bên kia đó, bên kia đó. What are you up to now, Pearl? Warehouse. Người ta vô cái nhà rồi, mình phải vô heo hay sao á. Mà hình như đó khu vực cấm. Hình như ông già đó. What the fuck? What the fuck? Coi kìa. Đường trên không. What the hell? Ủa má tàu đi ngang cán mình luôn, what the hell. Má nhiều cái bự thì chứ. Vừa mới đứng tí là bị cán luôn. Pearl Attaway. Đi đường này thì nó lộn. Lên lên nóc ra. Kiếm đường đằng sau đi vô. Này có cái cửa sổ là. Nó ở dưới nhà rồi. Để tìm đường cầu thang đi xuống thôi. You glower too much, cousin. You will get your engines back. Our new motorized buses will bring us both a lot of money. I'll need to arrange proper transport for the engines to get back to my factory. I want you at Waterloo personally to ensure that nothing goes wrong. Of course. May the Father of Understanding guide us. Today and in all of our future endeavors, cousin. Waterloo Station. Doors jammed. Again. Just give it a shove. Mà chúng ta giờ phải escape the area. Ô mấy thằng này nó canh cửa rồi. Ai bảo mày ở đây? Sao đứng rồi nhảy đi. Lâu lâu mấy game này nó có vấn đề nha. Lâu lâu để tìm đường ra coi. Phóng đi. Escape the area. Ok ngon.